con rồi này nói hết chưa? Rồi, cái tô con ăn chưa? Không bụng luôn đi con. Bây giờ chú lấy cho con. Làm cho ăn tối nữa nè. Từ đó cái bé đi cũng ăn rồi đó. Tụi nó ăn tái rồi chồng. Ớt hả? Lấy cho tới trong tủ lạnh đó con. Đã mua ngay đấy nè con. Lấy thịt bà thái cho em chưa? Đây đùa nha con. Sao tới đây nè. Hắn ăn cua à? Tụi nó ăn tái rồi mẹ ơi. Mẹ bỏ cốt rồi chú. Nhưng mà bỏ đi mà. Bỏ cho người khác ăn chứ giờ hắn ăn không biết chừng nào mà mới bỏ. Thì đó, rồi đứa nó ăn để nó bỏ đi cái chờ nước nó bỏ hết, nó tỏa cái ăn nó hôi nữa. Đi lên, lên. Ăn nghe. Kêu mẹ bên lên xuống. Đã như là ra xuống rồi trùng trứng quá. Giàu 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 lắm. Bông bông đẹp này các anh chị. Trái này trái dưa gang này các anh chị và cô chú bác và ông bà mấy em. Đó, dưa gang bự vậy sợ không? Ba trái luôn. Dưa gang này đẹp quá trời luôn. Cái này bùi này bùi xạ này các anh chị và cô chú bác và mấy em ông bà. Đó. Đây là trái bầu, trái bí đao. Bí đao. Trái này trái cũng là bí đao này. Đó. Bí đao. Wow. Ai vậy? Hả? Leo, Chino. Chino, Chino. Đường gắm đường. Cái đây nha, dành làm bút tiêu hết. Ôi, em nghĩ vô bỏ cái lò trong nước cho nó lẹ đi. Lò nào? Không, nhưng mà trong đó nó bự hơn, còn này có chút ép à. Khỏe không? Đâu. Cho hai trái ớt ạ. Cái đó là con nuôi của mẹ đi.